Xin chào anh chị em nhà đầu tư trở lại với kênh Ngư Trường Stock. Đây là một kênh chứng khoán lập ra nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm giao dịch trên thị trường và cũng là nơi em sẽ chia sẻ các mã cổ phiếu tiềm năng, những cơ hội đầu tư và đi nhận định về thị trường mỗi ngày để anh chị có thể có cái góc nhìn cũng như là kiếm được một cái mức sinh lợi tốt trên thị trường. Anh chị nếu như lần đầu tiên đến với kênh thì mình có thể bấm vào nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video đến từ em. Và anh chị thấy video hay thì có thể để lại cho em một like để ủng hộ em nha. Và trong phiên thì nếu như anh chị muốn được hỗ trợ tư vấn trực tiếp thì mình có thể tham gia vào đây. Đây là một cái room tư vấn miễn phí, đồng thời là có khuyến nghị mua bán các cổ phiếu này. Chị có khuyến nghị mua bán các cổ phiếu thì mình sẽ tham gia vào đây để nhận được cái sự tư vấn hỗ trợ cập nhật về thị trường trực tiếp ngay trong phiên. Về cách thức tham gia room thì mình sẽ tham gia qua đường link em để dưới mỗi video này. Thì mình sẽ tham gia qua cái đường link này nha anh chị. Thì video hôm nay thứ nhất em sẽ đi tổng hợp về thị trường trong cái tuần giao dịch vừa rồi. Thì có thể nói tuần vừa rồi là một tuần giao dịch rất là nhiều cảm xúc của nhà đầu tư khi mà thị trường có những biến động và đã chinh phục được cái mốc đỉnh là 1.500. Và đồng thời thì cái phiên giao dịch thứ 6 vừa rồi thị trường đã có các lực bán cuối phiên và đồng thời những cái thông tin về các cái biến thể mới, giai đoạn này cũng tác động rất là nhiều đến tâm lý nhà đầu tư. Thì chúng ta đang rất là lo ngại, thì em thấy là chúng ta đang rất là lo ngại về cái phiên thứ 2, những cái phiên trong tuần mới. Thì em sẽ đi phân tích qua về những cái tác động của các yếu tố này, đồng thời là đi nhận xét về thị trường, về các nhóm ngành để anh chị mình không có quá bi quan và từ đó đưa ra những cái quyết định sai lầm nha anh chị. Cái phiên tuần vừa rồi thì VN Index giảm 7,78 điểm là khoảng 0,52%, còn 1.493,03 điểm. Bên cạnh đó thì HNX cũng giảm 0,19% và Upcom thì cũng giảm 0,24%. Như vậy thì cuối tuần vừa rồi thì ba sàn đều chìm trong sắc đỏ. Về diễn biến trong phiên thì anh chị em thấy là vào phiên sáng chỉ số vẫn duy trì được cái đà tăng rất là tích cực. Tuy nhiên vào phiên chiều thì bắt đầu xuất hiện những tín hiệu rung lắc và áp lực bán tương đối mạnh vào phiên chiều khi mà chứng khoán thế giới điều chỉnh mạnh bởi thông tin biến chủng Covid mới ở Nam Phi và lo ngại là các quốc gia châu sẽ phải lockdown trở lại. Anh chị em thấy là nhìn vào diễn biến chứng khoán thế giới cuối tuần vừa rồi thì giảm rất là sâu nè. Dow Jones giảm gần 900 điểm nè. Thì với những cái diễn biến đến từ chứng khoán thế giới thì chứng khoán Việt Nam cũng khó có thể mà đi ngược, từ đó là ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư khi mà những cái lo ngại về các quốc gia châu Âu sẽ phải lockdown trở lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến tình hình kinh tế trên thế giới. Thì đó là lý do hầu hết các thị trường tài chính trên thế giới đều điều chỉnh khá là sâu trong phiên cuối tuần vừa rồi. Và cái nhịp điều chỉnh cuối tuần vừa rồi của chỉ số VN Index cũng cho thấy là cái sức ép vào cuối phiên khá là lớn. Vì chỉ số đóng cửa ở mốc 1.493 đã chính thức thoái lui khỏi cái mốc 1.500 mà VN Index vừa chinh phục trước đó. Thì như chúng ta cũng đã biết trong các video trước đó đã phân tích, cái mốc 1.500 là một cái mốc kháng cự tâm lý mạnh cho nên thị trường rung lắc ở vùng này là hoàn toàn bình thường. Và với cái độ rộng thị trường với 166 mã tăng và 315 mã giảm cho thấy là cái lực cung cũng rất là lớn so với lực cầu nè. Chị thấy là dòng tiền giảm thì có 19.521 và dòng tiền tăng chỉ có 12.641 tỷ. Nhưng chị thấy là cái sự chênh lệch giữa phe bán và phe mua trong cái cuối tuần vừa rồi và cho thấy là cái áp lực bán là lớn chứ không hề nhỏ nha anh chị. Về diễn biến trên thị trường thì cổ phiếu VIX đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi đóng góp khoảng 4,5 điểm và kết phiên giữ cái mức tăng là 4,8%, đạt khoảng 4,79% với cái thanh khoản vượt trội đạt 8,67 triệu đơn vị, một cái thanh khoản khá là lớn đến từ cổ phiếu VIX nè. Bên cạnh đó thì các mã blue chip khác tăng tốt thì có VPBank nè, các mã blue chip khác có VPBank, BDR, Novoland, Vinamilk, STB và BIDV. Ngoại trừ 7 cái mã giao dịch khởi sắc vừa rồi thì còn lại trong nhóm V30 có tới 22 mã giảm, hoàn toàn áp đảo so với phe mua đó anh chị. Còn xét về nhóm ngành trên thị trường thì một trong những cái gánh nặng khiến thị trường giảm sâu hơn đang nhìn về các cái nhóm ngành trên thị trường trong cái phiên thứ 6 vừa rồi. Anh chị em nhìn vào các cái nhóm ngành trong cái phiên thứ 6 vừa rồi thì một trong những cái sức ép, một cái gánh nặng lên thị trường chìm sâu hơn đó chính là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đây, nhóm cổ phiếu ngân hàng có cái phần có sức ép lên chỉ số. Ngoài các mã cổ phiếu như VPBank tăng tốt cùng đây, ngoài các mã cổ phiếu như là VPBank. Đây có VPBank, BIDV, VIB và STB xanh nhạt.
Còn lại thì hầu hết chị thấy là đều nới rộng cái đà giảm này, có các cổ phiếu giảm sâu như là Tiên Phong Bank này hoặc là HD Bank sau cái nhịp tăng mạnh trước đó thì hôm nay phiên thứ 6 vừa rồi cũng giảm hơn 3,5%, LB Bank cũng giảm nè, Công Thương cũng giảm, thì em trả là hầu hết các mã cổ phiếu ngân hàng trong cái phiên thứ 6 vừa rồi nới rộng cái đà giảm đã khiến đè lên cái áp lực thêm cho thị trường. Bên cạnh đó thì nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng chỉ còn là có HCM và VIX thì xanh nhẹ, còn lại các mã khác giảm sâu hơn thì có VND thì giảm gần 4% nè anh chị, SSI cũng giảm gần 3% nè, hoặc là VCI thì giảm 2,5%. Như vậy nhóm chứng khoán cuối tuần vừa rồi cũng chịu áp lực. Thì đây thì nó là một điều khá dễ hiểu khi em có phân tích cho anh chị em mình rất là nhiều. Nhóm cổ phiếu chứng khoán là một trong những cái nhóm rất là nhạy với thị trường, thì khi thị trường có những điều chỉnh thì thường nhóm này cũng sẽ bị ảnh hưởng tương đối nhiều. Còn ở cái chiều ngược lại thì dù không có níu được cái sắc xanh cho thị trường, nhưng mà nhóm bất động sản vẫn là cái điểm sáng trong phiên ngày hôm nay với cái mức đóng góp lớn cho chỉ số VN Index. Ngoài trụ VIX kéo chỉ số thì nhiều cổ phiếu nhóm này giao dịch khởi sắc như có Long Điền tăng trần nè, DG tăng tốt nè, Ita, BDR và Hà Đô. Đây là những cái cổ phiếu tăng tốt trong nhóm bất động sản cũng góp phần đóng góp tích cực cho thị trường. Còn về nhóm thép thì cũng có cái sự trở lại ấn tượng sau cái mức chiết khấu hấp dẫn trong giai đoạn vừa rồi, thì ngoại trừ cổ phiếu Hòa Phát đóng cửa đỏ nhẹ, đây là một cổ phiếu vốn hóa lớn đóng cửa đỏ nhẹ, thì có SMC và TLH tăng trần. Còn lại Hoa Sen và Nam Kim cũng duy trì được cái sắc xanh. Tương tự thì nhóm cổ phiếu đạm cũng duy trì được cái nhịp giao dịch khởi sắc sau cái nhịp điều chỉnh vừa rồi. Một số nhóm khác có tín hiệu tích cực như là vật liệu xây dựng và đầu tư công thì cũng có cổ phiếu FCN tăng trần nè, Licozy cũng tăng khá là tốt trong cái tuần vừa rồi. Về thanh khoản thị trường thì cải thiện đáng kể trong cái phiên giao dịch hôm nay trong cái phiên giao dịch thứ 6 so với phiên trước đó, với tổng giá trị giao dịch là đạt gần 42.302 tỷ đồng. Trong đó thì giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt trên 25.415 tỷ đồng, tăng 11% so với phiên trước đó. Thì điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang xoay tua để nâng đỡ chỉ số mà chưa có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường. Thì mặc dù là có áp lực chỉnh ở một số nhóm ngành, nhưng mà một số nhóm ngành khác như là đầu tư công, vật liệu xây dựng nè, thép hoặc là bất động sản thì vẫn nếu giữ được dòng tiền vẫn có sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành trong giai đoạn hiện tại. Thì với diễn biến chỉ số và khối lượng giao dịch phiên cuối tuần vừa rồi thì không phải là quá xấu cho thị trường nha anh chị. Trừ cái việc mà cái ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.000 năm đã trở thành cái ngưỡng kháng cự, thì hiện tại thị trường sau ba cái phiên tăng mạnh thì cái nhịp điều chỉnh là hoàn toàn bình thường để tạo điều kiện cho dòng tiền cơ cấu lại và củng cố giúp cho VN Index tiếp tục giữ được cái xu thế tăng trong giai đoạn sắp tới. Một cái điều đáng chú ý là giao dịch khối ngoại khá là ảm đạm khi mà lực bán chủ động tăng mạnh tại các nhịp rung lắc của thị trường, bởi vì một phần nó đến từ lo ngại đến từ biến chủng đây. Thì khối ngoại trong cuối tuần vừa rồi khá là lo ngại, đồng thời anh chị em thấy là cái giao dịch ở các thị trường nước ngoài này cũng khá là đỏ, giảm khá là sâu, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái giao dịch của khối ngoại. Thì cuối tuần vừa rồi khối ngoại thì bán ròng, rút ròng gần 2.001 tỷ nha anh chị. Trong đó thì VPBank dẫn đầu với cái nhịp xả ròng lên đến gần 565 tỷ nè. Hòa Phát cũng bị bán ròng mạnh là gần 140 tỷ, hay là VND, Nam Long. Đây là những cái cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh trong cái phiên vừa rồi. Nhưng mà điểm tích cực đến từ chỉ số VN30, anh chị nhìn vào chart tuần nè. Thì đây là cái tuần có khối lượng giao dịch suýt lập kỷ lục anh chị, chỉ kém cái tuần giao dịch đầu tháng 6 vừa rồi thôi. Còn cái tuần này thì gần như là đạt kỷ lục về thanh khoản. Dòng tiền vào mạnh nhóm cổ phiếu dẫn dắt trong rổ VN30, với VN30 giữ được cái kỷ lục độ cao khi mà kết tuần, nên chị thấy là VN30 vẫn giữ được cái đà tăng rất là tốt khi mà kết tuần và đã phá vỡ cái xu hướng đi ngang trước đó của chỉ số. Anh chị thấy là chỉ số đã có vài tuần đi ngang, thì cái phiên tuần cuối tuần vừa rồi thì cũng đã giúp cho chỉ số bứt phá khỏi cái xu hướng đi ngang. Thì nhịp này nó vẫn là một trong các yếu tố tích cực lên thị trường trong giai đoạn hiện tại. Thì nhìn chung cái phiên cuối tuần vừa rồi, mặc dù thị trường chỉnh và có cái áp lực khá là lớn, nhưng mà với cái việc lấy VIX ra để đỡ chỉ số thì cho thấy cái hàm ý là không có muốn, cái chủ đích là không muốn cho thị trường giảm quá sâu trong cái phiên vừa rồi.
Thì cũng đây Huyền cũng nói một xíu về cái diễn biến dịch bệnh hiện tại mà rất là nhiều nhà đầu tư lo ngại, đồng thời là cái việc điều chỉnh của thị trường thế giới cũng là một trong những yếu tố mà nhiều anh chị em có băn khoăn lo ngại trong cuối tuần vừa rồi thì có nhắn với em. Thì anh chị thấy là đây, cuối tuần vừa rồi thì có ra thông tin mới là biến thể Omicron của SARS-CoV-2 đã báo động toàn cầu. Thì cái biến chủng này nó bắt đầu xuất hiện ở Nam Phi và bắt đầu xuất hiện những cái ca nhiễm đầu tiên ở châu Âu như là Anh cũng như là Hồng Kông. Thì đây là những cái lo ngại của các giới phân tích khi mà họ cho thấy là cái chủng này nó có nhiều đột biến đây. Omicron có tới 30 đột biến và trở thành biến thể có số lượng đột biến cao nhất từ trước đến nay ở protein gai. Thì những cái yếu tố này nó có dẫn đến những cái lo ngại là kháng vaccine. Thì đây là một trong những yếu tố khiến cho châu Âu lo ngại là cái việc mà lockdown trong thời gian sắp tới. Nhưng mà trong cái phiên thứ 6 vừa rồi thì những cái thông tin này nó cũng phần nào nó tác động quá tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Nhưng mà cuối tuần vừa rồi khi mà nhà đầu tư bình ổn lại tâm lý cũng như là sau đó thì cũng có những thông tin như là Hiệp hội Y tế Nam Phi là biến thể Omicron chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ này. Thì họ có đính chính lại là biến thể này nó gây ra các triệu chứng nhẹ như là đau cơ và mệt mỏi trong một hoặc hai ngày và người bệnh sẽ cảm thấy không được khỏe. Thì cho đến nay họ đã phát hiện những cái người bị nhiễm không mất vị giác hoặc khứu giác, họ chỉ bị ho nhẹ và không có triệu chứng gì nổi bật thì nhiều người vẫn có thể điều trị tại nhà. Thì đã cho thấy là cái chủng này thực sự là chưa có gì quá nguy hiểm như những gì mà thị trường thế giới đang phản ứng. Đồng thời là họ cũng cần thời gian để theo dõi và phân tích. Thì vì chúng ta đang quá lo ngại thì nó cũng không có cần thiết khi mà chưa có cái quyết định cuối cùng. Đồng thời thì họ vẫn đang nghiên cứu và những cái thông tin vừa rồi thì mới chỉ đến từ phía Nam Phi thì cũng cần thêm những cái sự đánh giá phân tích trở lại từ WHO này, nhiều cái tổ chức khác để đánh giá về con virus này. Cho nên việc chúng ta quá lo ngại thời điểm hiện tại thì cũng không có cần thiết lắm đâu nha anh chị. Bởi vì cái cuộc chiến Covid là một cái cuộc chiến dài, thì trải qua 4 đợt dịch vừa rồi thì anh chị em mình cũng biết là cái việc mà chống lại Covid thì nó không phải là một cái việc mà ngày 1, ngày 2 mình có thể chống lại và tiêu diệt hoàn toàn cái con virus này, mà nó là một quá trình lâu dài. Quan trọng đối với nền kinh tế là gì anh chị? Quan trọng đối với nền kinh tế là chúng ta cần có những cái chính sách, cần có những cái hoạt động và đưa ra phù hợp để giúp cho người dân, giúp cho đất nước đẩy lùi được dịch bệnh để phát triển kinh tế. Như trong giai đoạn vừa rồi thì đất nước chúng ta đã bỏ qua cái việc mà Zero Covid mà tiến đến cái việc mà đẩy mạnh tiêm ngừa nè, có thể sống chung với dịch nè. Anh chị thấy là giai đoạn vừa rồi khi mà đẩy mạnh cái tốc độ bao phủ tiêm ngừa thì em thấy là mặc dù là cái số ca nhiễm vẫn tăng nhưng mà cái tỷ lệ tử vong cũng như là cái số ca nhiễm nặng đã giảm xuống, thì đó là một trong những yếu tố cho thấy là cái chính sách của chúng ta đang hoạt động hiệu quả và đang dần dần đưa cái nền kinh tế bắt đầu quay trở về quỹ đạo, bắt đầu phục hồi kinh tế. Cho nên cái quan trọng nhất vẫn là những chính sách đến từ chính phủ này, những cái hoạt động giúp cho nền kinh tế phục hồi cũng như là người dân có thể chống chọi Covid. Thì chúng ta cũng đã trải qua 4 đợt dịch bùng phát rồi. Chị thấy là với cái đồ thị này chúng ta cũng đã biết là chúng ta đã trải qua 4 đợt dịch bùng phát. Cả 4 đợt này đều không ảnh hưởng đến xu hướng chung của thị trường anh chị. Cả 4 đợt này thì nó mặc dù nó có những điều chỉnh trong ngắn hạn nhưng nó không ảnh hưởng chung đến cái xu hướng chung của thị trường. Bằng chứng là chị thấy là thị trường vẫn đang tiếp diễn xu hướng tăng và chúng ta hiện tại vẫn đang ở cái vùng đỉnh cao nhất của VN Index là quanh 1.000 năm. Thì về cơ bản Covid ảnh hưởng tại cái thời điểm nó bùng phát, nhưng mà trong ngắn hạn ảnh hưởng đến một số nhóm ngành, và cái chúng ta kỳ vọng ở đây là những chính sách trong tương lai, những chính sách tiền tệ, những chính sách tài khoá. Và khi mà những cái kênh đầu tư khác như là gửi tiết kiệm mang lại cái lãi suất thấp thì rõ ràng đầu tư chứng khoán vẫn đang là một trong những kênh hấp dẫn nhất. Nên thị trường dạng này thì chúng ta đánh giá cũng không có gì là quá tiêu cực. Covid thì sẽ không làm thay đổi xu hướng chung của thị trường, nhưng chúng ta cần cẩn trọng. Nhưng mà bên cạnh mặc dù đó chúng ta cũng không nên quá lạc quan mà chúng ta vẫn cần cẩn trọng, là bởi vì chúng ta vẫn đang nắm các vị thế trong ngắn hạn. Trong danh mục của anh chị mình vẫn đang có nắm các cổ phiếu ở vị thế trong ngắn hạn chị. Và những cái đợt Covid trước đều có cái nhịp chỉnh trong ngắn hạn, như là đầu tháng 7 vừa rồi nè. Như là đầu tháng 7 vừa rồi thì mặc dù thị trường cho đến bây giờ vẫn duy trì được cái xu hướng tăng, nhưng mà trong ngắn hạn, trong giai đoạn tháng 7 vừa rồi thì vẫn có những nhịp chỉnh nè, những cái nhịp chỉnh. Và những nhịp chỉnh trong ngắn hạn đến từ Covid thì nó cũng ảnh hưởng đến cái hiệu quả đầu tư của anh chị em mình. Và nói về cái việc chủng này có ảnh hưởng đến Việt Nam hay không thì hiện tại chúng ta vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm nào. Và cái chúng ta đang xem xét là đánh giá cái khả năng xảy ra trong tương lai. Cho nên trong ngắn hạn thì việc tâm lý một số nhà đầu tư họ hoang mang, họ đem hàng ra bán thì nó cũng sẽ tác động đến cái xu hướng ngắn hạn của thị trường. Và những cái vị thế ngắn hạn chúng ta đang nắm trong danh mục thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái xu hướng chung của thị trường. Cho nên chúng ta cần chuẩn bị tâm lý và luôn luôn cẩn trọng để cơ cấu danh mục.
Thì nếu như cái trường hợp xấu nhất, chúng ta đặt cái kịch bản là cái trường hợp xấu nhất là lockdown trở lại ở các quốc gia châu Âu, thì những cái ngành như là xuất khẩu, đặc biệt là các cái nước hưởng lợi nhiều từ hiệp định EVFTA sẽ bị ảnh hưởng. Và thứ hai là giá dầu. Đây, giá dầu trong cuối tuần vừa rồi chị thấy là giá dầu giảm khá là sâu. Khi mà dầu thì giảm về quanh cái ngưỡng là 70 anh chị, giảm về quanh cái ngưỡng là 70. Thì chúng ta cũng đánh giá rõ ràng là khi mà nếu như mà tái đóng cửa một lần nữa thì các ngành công nghiệp của các quốc gia không thể hoạt động bình thường, thì khi đó cầu về dầu khí sẽ giảm đáng kể. Mà khi mà cầu giảm mà cung đang vượt trội so với cầu thì khi đó sẽ tác động lên giá dầu. Thì nó, anh chị thấy là bằng chứng trong ngắn hạn thì dầu đang phản khá là mạnh mẽ. Thì giá dầu đang phản khá là mạnh mẽ trước cái thông tin này, thì nó giảm khá là sâu trong cái tuần vừa rồi, và nó cũng sẽ tác động lên các thị trường khác. Thì ví dụ như ở Việt Nam thì dầu là một trong những dòng mang tính đầu cơ theo giá dầu thế giới, thì việc mà giá dầu thế giới giảm như thế này thì nó có thể tác động tiêu cực đến dòng dầu ở Việt Nam. Thì đó là những yếu tố trong ngắn hạn mà em muốn đề cập trong giai đoạn này. Còn về VN-Index thì rõ ràng hiện tại vẫn chưa có cái động thái gì quá xấu anh chị. Cái phiên thứ 6 vừa rồi chỉ là một cái phiên phản ứng theo tâm lý. Cuối phiên chỉ là cái nhịp chỉnh, và cuối phiên thứ 6 vừa rồi chỉ là một cái nhịp chỉnh theo tâm lý. Và chúng ta sẽ cần thêm những thông tin rõ ràng về diễn biến dịch bệnh này ở châu Âu. Bằng chứng là anh chị thấy là phiên thứ 6 vừa rồi thì ra rất là nhiều thông tin tiêu cực, nhưng mà trong cái ngày thứ 7 vừa rồi cũng như là sáng chủ nhật này hôm nay thì nhìn thấy là vẫn có những thông tin này thì nó giúp cho tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn. Nhìn thấy là dần dần thì thông tin nó sẽ được cân đối hơn và tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn. Thì mặc dù có nói là cái thứ 7 chủ nhật là hai cái ngày nó ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý nhà đầu tư, khi mà nếu như thông tin tiêu cực ra trong hai ngày này thì nó sẽ tác động rất là nhiều đến thứ hai, nhưng mà đồng thời nó cũng là cái thời gian để nhà đầu tư có thể bình tĩnh lại, và xem xét liệu cái thông tin này nó có ảnh hưởng nhiều như vậy hay không, nó có ảnh hưởng nhiều như những gì nó đang phản ứng hay không. Và sau hai ngày vừa rồi thì những thông tin về đính chính về cái biến chủng này thì nó cũng giúp cho tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn. Thì quay trở về với thị trường thì cái mốc 1.500 là cái mốc kháng cự tâm lý. Anh chị biết là cái mốc kháng cự tâm lý nên về cơ bản thì nó sẽ không có cái áp lực cung phía trên. Chủ yếu là cái vùng này là một cái vùng nhạy cảm của tâm lý nhà đầu tư. Vì ở vùng này thì về ở cái vùng 1.500 này, chị em đánh giá là rất là nhiều cổ phiếu đã vượt đỉnh rồi, rất là nhiều cổ phiếu đã vượt đỉnh, thậm chí là đã vượt đỉnh lịch sử. Cho nên cái lượng cung tích lũy phía trên là không nhiều, và cái việc tiếp diễn đà tăng sẽ khá dễ dàng hơn cho chỉ số VN-Index. Và nếu thị trường giảm vì yếu tố thông tin, mình đánh giá là cái việc nếu như thị trường giảm vì yếu tố thông tin, không phải vì nội tại doanh nghiệp giảm, không phải vì nội tại thị trường giảm, thì đặc biệt là các thông tin về Covid thì đôi khi các đầu lái của doanh nghiệp thì họ sẽ không lường trước được cái diễn biến này, vì nó liên quan đến thông tin trên thế giới, liên quan đến yếu tố chính trị thì họ cũng không có kiểm soát được những cái yếu tố này anh chị, họ sẽ không kiểm soát được những yếu tố này. Thì trong những cái nhịp như thế thì nhiều doanh nghiệp vẫn chưa phân phối ra hết cái lượng hàng mà thì nó sẽ có những cái nhịp kéo lên để phối ra cái lượng hàng đó. Bởi vì cái đầu lái họ chưa có chuẩn bị cái kịch bản cho những cái nhịp này, cho nên họ vẫn nắm một cái lượng hàng rất là nhiều, thì khả năng họ vẫn còn có những cái nhịp kéo lên để phối ra hết cái lượng hàng đó. Cho nên nói cái việc dựa vào thông tin về Covid mà thị trường đảo chiều ngay thì hầu như không có khả năng nha anh chị. Thì việc thị trường đảo chiều ngay bởi các thông tin Covid thì nó không có khả năng, bởi vì thị trường giai đoạn này của chúng ta đang trong cái nhịp tăng rất là tốt, và các cái tổ chức, các cái đội lái họ vẫn đang nắm hàng rất là nhiều. Nhưng mà câu chuyện ở đây sẽ là câu chuyện về quản trị rủi ro và cân đối danh mục cho phù hợp. Thì chúng ta vẫn sẽ tập trung vào các nhóm ngành hưởng lợi, các nhóm ngành ít bị ảnh hưởng hơn là cái việc chúng ta tập trung vào chúng ta nắm giữ nhiều cổ phiếu mà bị tác động tiêu cực bởi Covid, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu suất đầu tư của anh chị em mình. Và một điều em cũng xin chia sẻ với anh chị em mình là chúng ta không nên quá bi quan trước thông tin. Thị trường Việt Nam hiện tại vẫn đang phản ứng tốt anh chị. Cái việc mà phiên thứ 6 vừa rồi chạm kháng cự tâm lý và có áp lực chốt là hoàn toàn bình thường. Cái vùng hỗ trợ ngắn hạn gần nhất của VN-Index sẽ là quanh cái ngưỡng 1480 nè. Quanh cái ngưỡng 1480 hiện tại sẽ là cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn gần nhất đối với chỉ số. Và đây cũng là cái vùng hỗ trợ mạnh nha anh chị. Cái vùng hỗ trợ mạnh bởi vì nó là cái nền trước đó cho nên hiện tại nó là một cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh của chỉ số. Và trong bối cảnh nếu như thị trường Việt Nam của chúng ta chịu ảnh hưởng bởi tin tức và test về đây thì cũng sẽ có cầu đỡ giá tham gia vào, bởi vì đây là vùng hỗ trợ mạnh.
Về VN30, về VN30 thì VN30 đang tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ trước đó là quanh 1560 cho đến 1565, và khả năng sang tuần tới sẽ có nhịp test về đỉnh, bởi vì thứ hai cũng là cái phiên, đặc biệt thứ hai là cũng là cái phiên hàng về của CAIPRAC này. Cái CAIPRAC vào ngày 24 tháng 11 thì thứ hai sẽ là cái phiên hàng về, thì nhịp rác đó thì nó cũng đồng pha với các cổ phiếu ngân hàng này. Mình lấy ví dụ một số cổ phiếu này, Techcombank. Đây, Techcombank thì cái phiên rác hôm 24 tháng 12 vừa rồi thì nó cũng đồng pha với chỉ số VN30 hoặc là có MBBank này. Rất là nhiều cổ phiếu ngân hàng hôm đó là một trong những tác nhân giúp cho chỉ số VN30 vượt đỉnh. Cho nên trong giai đoạn này thì VN30 nó khá là đồng pha với các cổ phiếu ngân hàng. Chúng ta sẽ theo dõi trong tuần mới. Thì nhóm ngân hàng nó sẽ không nên quay về cái nền trước đó nha anh chị. Ví dụ như cổ phiếu Techcombank, sau một thời gian tích lũy dài thì hiện tại cái phiên rác vừa rồi nó đã vượt nền. Thì cái phiên này mình đánh giá rất là cao. Nhưng mà nếu nhịp này cổ phiếu quay về nền mà không rút chân lên được thì nó lại khá xấu nha anh chị. Vì nó đã có cái phiên crack, thì cái phiên này thì rất là nhiều nhà đầu tư họ đưa bán vào để họ kỳ vọng về cái việc cổ phiếu crack. Nhưng mà nếu trường hợp ngược lại, cổ phiếu lại tiếp tục quay trở về nền thì nó sẽ cần thời gian để sideways, để hấp thụ cái lực cung phía trên. Đồng thời là cái việc mà break fail như thế này và quay về nền thì cổ phiếu sẽ rất là dễ bị đánh thủng nền, và thậm chí là có thể test về quanh 48-49. Cho nên tuần tới thì mình cũng theo dõi quan sát đối với các cổ phiếu phiên vừa rồi đã break nền, thì mình sẽ theo dõi cái nhịp test lại, thì nếu như rút chân lên được thì nó sẽ là một tín hiệu tốt. Như chúng ta cũng có đánh giá trước đó, về nhóm ngân hàng thì sẽ có sóng, nhưng mà trong ngắn hạn thì khả năng sóng này chưa chạy mạnh được do cái việc mà thiếu margin trên thị trường. Thì em cũng có nói rồi, thì việc các cái đội lái có thể đánh cổ phiếu lên thì họ cũng cần một lượng lớn margin, đặc biệt là các cổ phiếu trong rổ VN30 dạng này, các cổ phiếu vốn hóa lớn thì hầu như các công ty chứng khoán đều đang hết room, thì nó cũng phần nào ảnh hưởng đến dòng tiền trên thị trường. Và giai đoạn cuối năm thì các công ty chứng khoán cũng sẽ hạn chế cái lượng margin để làm báo cáo, để làm sổ. Cho nên trong ngắn hạn thì sóng ngân hàng khả năng sẽ chưa mạnh. Mà sóng ngân hàng sẽ mạnh mẽ nhất khả năng là vào quý 1 năm 2022. Thì khi đó các công ty chứng khoán đã tăng vốn xong và sức ép margin không còn lớn, các công ty chứng khoán cũng sẽ bung margin ra, thì phù hợp cho đội lái và tạo lập, họ có thể kéo cái nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn sắp tới. Và chúng ta thì sẽ tiếp tục đánh giá các cái nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ các chính sách bơm tiền nè, các chính sách hỗ trợ kích thích kinh tế. Thì mỗi một giai đoạn thị trường đều có các cái nhóm ngành phân hóa, và ngay cả cái thời điểm thị trường chỉnh sâu thì cũng sẽ có nhóm ngành đi ngược từ các yếu tố hưởng lợi. Cho nên quyết định bán tháo chưa bao giờ là một quyết định tốt nha anh chị. Và quan trọng là chúng ta cần bình tĩnh và đánh giá là cái danh mục của mình, cổ phiếu nào sẽ bị ảnh hưởng và cổ phiếu nào hưởng lợi để có thể cơ cấu được một cách tốt nhất. Thì đó là về những đánh giá của em về thị trường cũng như là những cái tin tức cuối tuần vừa rồi, để giúp cho anh chị em mình có thể bình tĩnh và đưa ra những quyết định sáng suốt. Thì như vậy, trong ngắn hạn cái hỗ trợ của chỉ số VN Index sẽ là quanh cái ngưỡng 1780, thì khả năng sang tuần sẽ có thể có những nhịp test về đây đến từ yếu tố thông tin, và cái vùng kháng cự trong ngắn hạn sẽ là vẫn là quanh 1.500, thì vùng này là vùng kháng cự tâm lý. Và nếu như vùng 1.500 thì chỉ số có thể tiến đến quanh cái ngưỡng 1.530. Thì những kịch bản này mình đã đề cập trước đó rồi. Thì em mong qua những phân tích của em thì anh chị mình có thể bình tĩnh hơn mà đưa ra những quyết định sáng suốt. Thì tiếp theo cũng sẽ đi phân tích qua các cái nhóm ngành nổi bật mà trong giai đoạn này thì anh chị mình quan tâm nhiều, để tìm kiếm cái cơ hội đầu tư cũng như là có thể cơ cấu lại danh mục của mình. Thứ nhất là một trong những cái nhóm mà anh chị mình quan tâm nhiều ở thời điểm hiện tại, đó chính là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Thì không thể phủ nhận cái việc dòng tiền quay trở lại đối với các nhóm cổ phiếu ngân hàng trong cái tuần vừa rồi. Anh chị em mở vào. Đây, mình nhìn vào cái đồ thị tổng quan của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Anh chị thấy là tuần vừa rồi, nhóm cổ phiếu ngân hàng có cái sự thu hút dòng tiền trở lại rất là mạnh mẽ. Thì không thể phủ nhận điều này được. Và một phần cũng đến từ việc các dòng tiền đầu cơ luân chuyển từ các cổ phiếu tăng nóng trước đó sang các cổ phiếu chưa tăng mà vẫn còn động lực tăng như là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Thì khi mà chúng ta phân tích cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta sẽ nhìn vào một số yếu tố. Thứ nhất là huy động vốn nè, thứ hai là tốc độ tăng trưởng tín dụng nè, thứ ba là room tín dụng và biên lợi nhuận nè, nợ xấu, trích lập dự phòng. Thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta cần xem xét khi phân tích các cổ phiếu ngân hàng. Thì trong cái nói về yếu tố room tín dụng thì trong giai đoạn vừa rồi thì cũng có những cái tin đồn trên thị trường về cái việc mà các ngân hàng được nới room tín dụng. Thì trong quý 4 năm 2021, các ngân hàng đều được nới room tín dụng để phát huy tốt vai trò của mình đối với nền kinh tế. Chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng trong báo cáo quý 3 với cái mức room vừa được nới trong quý 4 là động lực tăng giá chính của nhóm cổ phiếu ngân hàng ở thời điểm hiện tại.
Tiên Phong Bank nè, MSB, VIB, MB Bank và Techcombank là những cái ngân hàng được nới room nhiều nhất trong quý tư. Và khi phân tích về các cổ phiếu ngân hàng thì việc phân tích và đánh giá cần phải dựa vào nhiều yếu tố khác nhau, là những cái yếu tố vừa rồi em có đề cập. Và chắc chắn là không có ngân hàng nào phát triển một cách toàn diện các yếu tố đó. Mỗi ngân hàng sẽ có một lợi thế và một cái thế mạnh riêng, thì chúng ta nên xem xét các cái thế mạnh đó có tác động vào việc tăng giá của cổ phiếu hay không. Thì sẽ tùy vào cái mục tiêu đầu tư của mỗi cá nhân mà chúng ta có thể lựa chọn ngân hàng tăng trưởng chậm hay tăng trưởng nhanh. Thì nếu như cái mục tiêu chúng ta là lựa chọn một cổ phiếu an toàn để đầu tư lâu dài, thì mình sẽ lựa chọn các cổ phiếu quản trị nợ xấu tốt nè, các cổ phiếu có tỷ lệ CASA cao, thì mặc dù là cái tốc độ tăng trưởng nó không bằng các cổ phiếu khác nhưng mà nó có cái biên lợi nhuận mà nó có cái mức độ an toàn. Còn mình lựa chọn các cổ phiếu tăng trưởng nhanh thì mình sẽ lại bỏ qua một số yếu tố khác. Thì đó là cái sự đánh đổi khi mà lựa chọn cổ phiếu ngân hàng phù hợp với khẩu vị đầu tư của mỗi cá nhân. Thì đó là về các cổ phiếu ngân hàng. Thì hiện tại về câu chuyện để mình lựa chọn doanh nghiệp nè, thì cuối cùng là cái việc chọn cái thời điểm để tham gia phù hợp với tình hình của thị trường. Thì trong giai đoạn này thì mình sẽ xem xét sang tuần mới cái phiên hàng về của cái cây crack. Thì nếu như cổ phiếu ngân hàng vẫn giữ giá tốt và sau khi chạm về nền rút chân lên được, thì đó sẽ là cái cơ hội để mình tiếp tục mua vào đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng. Thứ nhất thì mình sẽ nói về cổ phiếu Techcombank. Thì chị nói là cổ phiếu Techcombank sau khi break khỏi cái nền thì cái phiên thứ sáu vừa rồi thì lại có cái nhịp quay về nền, cũng phần lớn đến từ cái áp lực bán vào cuối phiên. Nhưng mà chị nhìn vào cái vol bán của hai phiên vừa rồi nó không có nhiều nha anh chị, thì mình sẽ tiếp tục theo dõi cái phiên đầu tuần, là cũng là cái phiên hàng về. Thì nếu như cổ phiếu chạm về qua 53.5 mà rút chân lên được thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Còn cái trường hợp xấu mà cổ phiếu gãy khỏi 53.5 thì trong ngắn hạn, nếu như vị thế của anh chị mình là ngắn hạn, thì mình có thể hạ khoảng 20% cho an toàn. Bởi vì như em nói lúc nãy, việc cổ phiếu break khỏi nền nhưng sau đó là quay về nền thì nó sẽ tiếp tục phải hấp thụ cái lực cung, đặc biệt là cái lực cung của các nhà đầu tư đu bám và cái cây break, thì nó sẽ cần thời gian để hấp thụ trở lại. Thì nếu như cái vị thế ngắn hạn mà mình đầu tư lướt á, thì mình sẽ xem xét thoát một phần cho an toàn. Còn nếu như trường hợp tích cực hơn thì cổ phiếu giữ giá thì mình sẽ xem xét để tiếp tục gom thêm đối với cổ phiếu Techcombank. MBBank cũng vậy, MBBank chị thấy là cổ phiếu cũng có cái nền trước đó khá là giống, thì hầu như các cổ phiếu ngân hàng trước đó đều có cái nền. Thì nếu như trường hợp này mà cổ phiếu MBBank quay trở về lại vùng giá 29.5 cho đến 30 thì nó cũng không phải là tích cực lắm nha anh chị. Thì việc mà cổ phiếu break khỏi nền này với cái cây vol khá là lớn vào cái phiên ngày 24 tháng 11, thì cái việc mà cổ phiếu quay lại nền thì nó sẽ không tích cực, thì nó cũng sẽ giống như Techcombank, nó cần thời gian để hấp thụ trở lại. Thì cái mốc chặn lại cho các vị thế mua ở vùng giá quanh 28 đến 29 là sẽ là cái mốc chặn lại quanh 29.5. Thì nếu như cổ phiếu quay trở lại mà thủng khỏi mốc 29.5 thì mình xem xét hạ một phần. Còn trường hợp tích cực cổ phiếu vẫn giữ giá tốt ở vùng này thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ. Thì đối với các vị thế cho cổ phiếu ngân hàng thì em vẫn ưu tiên là vị thế nắm giữ dài chứ không phải là vị thế đánh ngắn hạn. Cho nên trẻ mình nắm giữ cổ phiếu ngân hàng thì mình cũng cân nhắc xem cái mục tiêu đầu tư của mình là gì, cái vị thế mình tham gia là gì để mình đưa ra quyết định sáng suốt. Thì tất nhiên cái vị thế dài hạn nó sẽ khác cái vị thế ngắn hạn để mình đưa ra quyết định. HDBank sau cái nhịp tăng mạnh vượt đỉnh thì cổ phiếu đang cho tín hiệu là test về đỉnh nha anh chị. Cổ phiếu đang cho tín hiệu test về đỉnh thì nhịp này chúng ta chưa vội mua mới đối với cổ phiếu Techcombank. Cổ phiếu HDBank mình sẽ theo dõi cái nhịp cổ phiếu test về đỉnh cũ cũng như là quanh đường EMA 10 là đường xu hướng ngắn hạn, quanh mức giá 30 trên 30.5, thì mình sẽ theo dõi cái nhịp cổ phiếu test về đây. Nếu như test về đây và rút chân lên được thì mình sẽ xem xét mua sau. Còn trường hợp nếu như cổ phiếu gãy khỏi cái đỉnh này thì khả năng nó sẽ tiếp tục quay trở về cái vùng hỗ trợ trước đó là quanh 28 đến 29. Cho nên chúng ta nắm giữ cổ phiếu HDBank giai đoạn này thì mình sẽ theo dõi cái mốc quanh 30 trên 30.5. Còn việc mua mới giai đoạn này thì chưa có điểm mua mới đối với cổ phiếu HDBank nha anh chị. OCB thì giữ nhịp khá là tốt. Chị thấy là sau cái phiên tăng mạnh vào ngày 24 tháng 11 thì hiện tại hai cái phiên vừa rồi cổ phiếu giữ nhịp khá là tốt, mặc dù là hai cây nến không quá là đẹp khi mà cho thấy cái lực cung vẫn khá là mạnh mẽ so với cầu. Nhưng mà đặc điểm tích cực là cổ phiếu vẫn đang giữ giá tốt. Thì trước đó em có khuyến nghị cho anh chị mình là cái mục tiêu sau khi vượt 30 đến 32 thì mình có thể chia ra chốt một phần. Thì nếu như trẻ nào mà đã chốt một phần thì mình sẽ canh cover lại hàng cho cái nhịp mà cổ phiếu, nếu như test trở về trong những nhịp rung lắc mà cổ phiếu test trở về quanh 28.5 trên 29 thì mình có thể canh để cover lại hàng. Còn nhịp này thì ở vùng giá quanh 30 thì chưa phải điểm mua mới cũng như là chưa phải điểm gia tăng đối với cổ phiếu OCB.
MSB cũng vậy, MSB thì nhịp này tiếp tục theo dõi cái mức hỗ trợ trong ngắn hạn của cổ phiếu là quanh 27. Thì nếu như test về đây và rút chân thì anh chị em nào mà đã chốt một phần quanh 28.25-28.x thì mình có thể canh cover một phần đối với cổ phiếu MSB. Còn về vị thế mua mới hoàn toàn, đối với cổ phiếu MSB thì mình nên theo dõi thêm, bởi vì vùng giá hiện tại cũng khá là cao rồi. Anh chị em nói là cổ phiếu cũng đã vượt đỉnh, và phiên thứ hai là cái phiên hàng về của CAIFRAC, thì nếu như cổ phiếu giữ 27 tốt thì mình sẽ xem xét mua mới sau. Còn điểm này thì hiện tại vẫn thích hợp để anh chị nào mình mua gia tăng hơn. ACB cũng vậy, nhịp này thì đang cho tín hiệu là test trở lại quanh 34.34-34.5. Thì nếu như sang tuần mà cổ phiếu test về quanh 34 mà rút cho lên được thì mình có thể cân nhắc nhặt thêm một phần. Còn trường hợp xấu mà cổ phiếu gãy khỏi 34 thì trong ngắn hạn mình có thể thoát một phần cho an toàn. Và về cái dư địa tăng thì cổ phiếu vẫn có dư địa tiến về vùng đỉnh cũ trước đó là quanh 37-38 đối với cổ phiếu ACB nha. Thì mình sẽ theo dõi mốc 34 để đưa ra quyết định đối với cổ phiếu này. Lời Bank cũng vậy, Lời Bank thì sau khi có cái nền ngắn thì cái nền của Lời Bank thì nó ngắn hơn các cổ phiếu khác. Thì nhịp này nếu như cổ phiếu quay trở lại quanh 23.5-24 thì anh chị nào mình nắm giữ dài, ưu tiên là nắm giữ dài thì mình chia ra mua. Còn trong ngắn hạn thì chưa phải là một cái vị thế thích hợp để mua mới. Thì nhớ anh chị nào nắm hàng thì mình cũng kiên nhẫn thêm đối với cổ phiếu Lời Bank. Vì những cổ phiếu này thì mục tiêu em cứ nghĩ là mục tiêu nắm giữ dài chứ không phải là cái mục tiêu lướt sóng. STB cũng vậy, STB thì nó lại có tín hiệu giữ giá tốt hơn so với các cổ phiếu như là Techcombank, MB Bank. Thì STB dạng này thì mình sẽ theo dõi ở cái vùng đỉnh cũ trước đó. Thì khi mà cổ phiếu chạm về vùng đỉnh cũ thì nó có cái áp lực rung lắc là cái điều hoàn toàn bình thường. Thì mình sẽ theo dõi phiên thứ hai hàng về. Thì nếu như cổ phiếu vẫn giữ giá tốt quanh vùng giá 30.x thì mình có thể cân nhắc gia tăng thêm một phần. Đối với các vị thế mua ở vùng giá quanh 27-28 thì mình sẽ cân nhắc gia tăng thêm một phần. Còn nếu như cổ phiếu mất đi cái mốc 30 thì mình sẽ xem xét chờ ở vùng hỗ trợ quanh 28-29 để mình gia tăng. Thì STB vẫn là một trong các cổ phiếu có câu chuyện dài về cái việc cơ cấu lại vốn nè, cái việc mà bán các cái gói VMC nè, thì nó sẽ là cái câu chuyện dài. Cho nên trong ngắn hạn thì dư địa của cổ phiếu vẫn có thể tiến về vùng đỉnh quanh 33-34, nhưng nó sẽ cần có những cái nhịp rung lắc trong ngắn hạn để muốn đi tiếp. Thì mình sẽ theo dõi cái mốc hỗ trợ quanh 30 để đưa ra quyết định đối với cổ phiếu STB. Techcombank thì như lúc nãy em có nói rồi, thì nhịp này mình sẽ theo dõi cái mốc 53.5. Thì nếu như cổ phiếu chạm về đây mà rút chân lên được thì mình sẽ xem xét gia tăng sau. Còn trường hợp xấu một cổ phiếu gãy khỏi 53.5 thì trong ngắn hạn mình có thể hạ một phần cho an toàn mà chờ cover ở vùng giá tốt hơn là quanh 50.x đối với cổ phiếu Techcombank. Thì cái phiên tuần sau cũng là cái phiên khá là quan trọng đối với cổ phiếu Techcombank, thì mình vẫn ưu tiên cho cái bản cổ phiếu chạm về rút chân lên được hơn. Bởi vì việc cổ phiếu rắc nền mà sau đó quay lại nền thì nó không phải là một tín hiệu quá tốt đối với một cổ phiếu đã có cái nền dài như thế này. Một số cổ phiếu ngân hàng nhà nước như là Vietcombank, thì Vietcombank hiện thấy là cũng vượt nền. Thì hiện tại cổ phiếu đang chạm vào cái cản trong ngắn hạn là quanh 108 này. Thì nhịp này cái vùng hỗ trợ cho cổ phiếu sẽ là quanh 102.5. Thì nếu như cổ phiếu không gãy khỏi 102.5 thì tạm thời mình nắm giữ được. Thì xem như cái mốc này hiện tại là cái mốc chặn lại đối với cổ phiếu Vietcombank. Và nếu như cổ phiếu vượt 108 thì sẽ tiến về 112. Thì nhớ anh chị nào đang nắm hàng thì mình theo dõi. Còn thời điểm hiện tại thì chưa có điểm mua mới nha. Tương tự quay trở về đối với cổ phiếu công thương thì sau khi vượt không thành công cái mốc 36 thì cổ phiếu đang test trở lại quanh EMA 10. Thì cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn cho cổ phiếu sẽ là quanh 33.5. Thì nếu như cổ phiếu gãy 33.5 thì nó sẽ là quay trở về vùng giá quanh 32x. Thì nó không phải là một tín hiệu quá tốt, thì mình kỳ vọng cổ phiếu sẽ tiếp tục giữ vùng giá 33.5. Thì anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu công thương thì mình sẽ theo dõi chặn lại ở cái mốc 33.5 nha. Còn về điểm mua mới thì hiện tại chưa vội mua mới đối với cổ phiếu công thương ở thời điểm hiện tại. BIDV thì cũng có ra tin tức tăng vốn, thì khả năng cái tin tức tăng vốn này nó cũng phản ánh một phần vào nhịp tăng vừa rồi của cổ phiếu. Thì nhịp này mình sẽ theo dõi cái mốc hỗ trợ trong ngắn hạn của cổ phiếu sẽ là quanh 43, quanh cái nền trước đó nè. Cái mốc hỗ trợ trong ngắn hạn của cổ phiếu BIDV sẽ là quanh mức giá 43. Thì nếu như 42.5-43 thì nếu như cổ phiếu không vi phạm mốc này thì tạm thời mình nắm giữ được. Còn trường hợp cổ phiếu gãy khỏi mốc này thì trong ngắn hạn mình có thể thoát một phần cho an toàn. Còn về vị thế mua mới thì ba ngân hàng nhà nước hiện tại chưa có vị thế mua mới nha. Thì đó là về nhóm ngân hàng, cái mục tiêu đầu tư của chúng ta vẫn là đầu tư nắm giữ lâu dài và chọn thời điểm để tham gia. Thì trong giai đoạn vừa rồi đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng thì cái mục tiêu khuyến nghị của em cũng chỉ duy trì ở tỷ trọng là tối đa 20% trong cái danh mục của mình. Bởi vì mình cũng đánh giá là trong ngắn hạn sóng cổ phiếu ngân hàng chưa mạnh, cho nên việc mình mua vào giai đoạn này cũng chỉ ở vị thế thăm dò và lấy vị thế trước thôi. Và khi nào có tín hiệu dòng tiền trở lại thì mình mới gia tăng. Thì trong giai đoạn này thì vẫn tiếp tục duy trì ở cái vị thế là khoảng 20% đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng trong danh mục của mình.
Thì đó là về nhóm ngân hàng. Tiếp theo là đến nhóm cổ phiếu chứng khoán, cũng là một trong những cái nhóm nhà đầu tư quan tâm giai đoạn hiện tại. Và trong cái phiên cuối tuần vừa rồi thì nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng có nhịp chỉnh, thì mình sẽ đi phân tích qua một số cổ phiếu đầu ngành nha. Thì đối với cổ phiếu VND, trước đó đã phân tích cho anh chị mình là cái chặng lãi là quanh 75, thì hiện tại cổ phiếu chưa vi phạm chặng lãi thì mình nắm giữ tiếp được. Thì đối với những anh chị nào mà có hàng sẵn ở mức giá thấp thì mình sẽ theo dõi cái nhịp cổ phiếu test về quanh 75. Thì phiên thứ 6 vừa rồi cũng là cái phiên hàng về của Kybrack, cho nên cổ phiếu cũng có những nhịp điều chỉnh. Và nếu như sang tuần cổ phiếu chạm về 75 và rút trở lên được thì mình có thể xem xét gia tăng. Còn trường hợp cổ phiếu gãy khỏi 75 thì mình có thể hạ bút một phần. Hạ một phần thôi nha anh chị, trong ngắn hạn thì mình hạ một phần cho an toàn và chờ cover lại ở vùng giá tốt hơn. Còn trường hợp tích cực cổ phiếu dự 75 thì mình sẽ nắm giữ tiếp. VCI cũng vậy, VCI thì cũng có nhịp chỉnh nhưng mà hiện tại cổ phiếu vẫn đang giữ cái mức hỗ trợ tốt là quanh 75. Thì cổ phiếu VCI thì mức hỗ trợ trong ngắn hạn vẫn là quanh 75 cho đến 76. Nếu như cổ phiếu không vi phạm mốc này thì mình vẫn nắm giữ được, và cái mục tiêu trong ngắn hạn của cổ phiếu sẽ là về quanh 85. Thì hầu như các cổ phiếu chứng khoán dạng này không có điểm mua mới nha. Em chia sẻ các cái mốc hỗ trợ cho chị em đang nắm giữ mình theo dõi thôi. Thì đối với cổ phiếu SHS thì nó sẽ mốc hỗ trợ của nó sẽ là quanh mức giá 52, quanh mức giá 52. Thì nếu như cổ phiếu không vi phạm mốc này thì tạm thời mình vẫn nắm giữ được. Thì các cổ phiếu chứng khoán sau cái nhịp tăng mạnh thì nó có những cái rung lắc trong ngắn hạn là cái điều hoàn toàn bình thường. Nhưng mà xét về khi mà thị trường vượt đỉnh nè, danh mục tự doanh của các công ty chứng khoán vẫn đang rất là tốt, và các kế hoạch tăng vốn nè, thì thanh khoản thị trường liên tục lập kỷ lục, thì hưởng lợi nhất vẫn là nhóm này. Thì trong quý 4 thì chúng ta chắc chắn là các công ty chứng khoán sẽ có cái sự cải thiện về lợi nhuận rồi. Và giai đoạn này thì chúng ta cũng không nên quá tập trung vào quý 4 nữa, mà chúng ta bắt đầu hướng sang quý 1 năm 2022 nha. Thì triển vọng trong tương lai của nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn rất là sáng, cái cửa sáng của cổ phiếu vẫn rất là mạnh. Cho nên về mục tiêu nắm giữ thì em vẫn khuyến nghị nắm giữ được đối với nhóm chứng khoán và theo dõi ở những cái mốc chặng lãi. SSI thì mốc chặng lãi của cổ phiếu sẽ là quanh 52 để anh chị em mình theo dõi. Đây là những cái mốc chị em mình cần quan tâm. Như trước đó khi chạm về quanh 55 thì mình đã chốt khoảng 30% rồi, thì mình sẽ theo dõi ở mốc hỗ trợ để canh cover lại hàng đối với các cổ phiếu này. MBS thì mốc hỗ trợ của cổ phiếu sẽ là quanh 43 nha, quanh 43, quanh hỗ trợ MA10 thì mình sẽ theo dõi mốc này. Thì hiện tại cổ phiếu đang cho tín hiệu là tạo hai đỉnh, anh chị đang cho tín hiệu tạo hai đỉnh thì mình cũng nên cẩn trọng và theo dõi ở mốc 43 đối với cổ phiếu MBS để giữ cái phần lợi nhuận trước đó. HCM thì là một trong các cổ phiếu giữ nhịp xanh khá là tốt trong cái tuần vừa rồi, nhưng mà một điểm anh chị mình cần chú ý là HCM nó có cây nến phiên thứ 6 vừa rồi không quá đẹp, khi mà chạm về 50 sau đó bị chốt ngược trở lại và cái vol khá là lớn. Thì đối với cổ phiếu HCM thì mình sẽ theo dõi cái mốc chặn lại cho cổ phiếu ở quanh MA10 là quanh mức giá 46.5. thì nếu như cổ phiếu không vi phạm mốc này thì mình tạm thời nắm giữ được. Còn trường hợp 6 một cổ phiếu gãy 46.5 thì mình hạ một phần cho an toàn và chờ cover lại vùng giá tốt hơn. FTS thì tiếp tục theo dõi cái vùng hỗ trợ cho cổ phiếu sẽ cái nền trước đó quanh 70. Thì nếu như cổ phiếu không vi phạm 70 thì vẫn nắm giữ tiếp được. Thì nói về FTS thì mình sẽ quan tâm cổ phiếu Mai Sông Hồng nha, bởi vì cổ phiếu nắm giữ một cái lượng trong danh mục tự doanh rất là lớn, cổ phiếu Mai Sông Hồng. Thì nếu như Mai Sông Hồng vẫn duy trì cái nhịp tăng thì cổ phiếu sẽ vẫn rất là tích cực về cái danh mục tự doanh, bởi vì danh mục tự doanh thì đóng góp 50% tỷ trọng lợi nhuận cho các công ty chứng khoán nè. BVS cũng vậy, BVS thì nhịp này theo dõi mức hỗ trợ là quanh 42, cho anh chị nào đang nắm giữ để theo dõi. ABS cũng là một trong các cổ phiếu chị mình rất là quan tâm giai đoạn trước đó khi mà có những nhịp tăng rất là mạnh. Thì đối với cổ phiếu ABS thì nó những cái vùng hỗ trợ mình cần quan tâm, thứ nhất là quanh 48, thứ hai là cái nền trước đó là quanh 43 đến 44. Thì nhịp này mình sẽ theo dõi quanh 48, thì nếu như chạm về quanh 48 mà bật lên được thì mình mua, còn trường hợp mà gãy 48 thì mình sẽ chờ cái nền tiếp theo. Thì nhớ chị nào đang nắm trong ngắn hạn thì mình cũng theo dõi những cái mốc hỗ trợ này để đưa ra quyết định về điểm gia tăng cũng như là điểm mua mới. Thì đó là đi phân tích qua dòng chứng khoán để anh chị em mình theo dõi. Còn về dòng đầu tư công thì mặc dù là thị trường phiên thứ 6 vừa rồi chỉnh, nhưng mà dòng đầu tư công những cổ phiếu đã khuyến nghị cho anh chị em mình đang giữ cái nhịp tăng rất là tốt, ví dụ như FCN thì nhịp này tiếp tục tự tin nắm giữ nha. Cái vùng target kỳ vọng trong ngắn hạn sẽ là quanh 20 đối với cổ phiếu FCN, thì anh chị nào mua theo khuyến nghị của em ở vùng giá quanh 17x thì mình tự tin nắm giữ tiếp đối với cổ phiếu FCN nha, và kỳ vọng cho cổ phiếu sẽ tiến về quanh 20. Thì em có nói rồi, khi mà thị trường chỉnh về những yếu tố thông tin thì chắc chắn vẫn có cái sự phân hóa, đặc biệt là những cái nhóm ngành mà có những chính sách được đẩy mạnh như là đầu tư công trong giai đoạn này thì nó sẽ tiếp tục được hưởng lợi thôi. Thì đối với đầu tư công thì FCN vẫn kỳ vọng tiến về quanh 20, còn về hiện tại điểm mua mới thì qua rồi nha anh chị. C4G trước đó cũng có khuyến nghị cho anh chị mình quanh vùng giá 20.5, thì nhịp này tiếp tục nắm giữ thôi, kỳ vọng vượt 22 sẽ tiến về 24 và sẽ rời cốt lót về giá vốn quanh 20 để theo dõi nha anh chị.
Xây dựng tiếp tục có G36. G36 thì tiếp tục theo dõi nha. Chú ra là khuyến nghị cho chị em mình lướt sóng quanh vùng giá 16.x, thì nhịp này kỳ vọng tiến về vùng giá 19.x. Thì về cái biên độ lướt sóng như vậy, ở vùng giá 16.x tiến về 19.x thì mình cũng có 10% rồi. Thì mục tiêu của mình là lướt sóng, cho nên mình cần tuân thủ và giờ cut loss về giá vốn nha anh chị. Giờ cut loss về giá vốn 16.x cho trẻ nào đã mua vào cổ phiếu G36 này. Tiếp theo đến vật liệu xây dựng thì có Hà Tiên 1, chú đó là khuyến nghị cho anh chị em mình ở vùng giá quanh 24-24.5. Thì phiên thứ sáu có nhịp phục hồi rất là tốt, nhưng mà áp lực chốt cuối phiên vì cổ phiếu chạm về vùng quanh 26 cũng là cái vùng kháng cự trong ngắn hạn của cổ phiếu, thì mình sẽ kỳ vọng cổ phiếu vượt 26 để tiến về cái vùng đỉnh cũ 28. Thì nhịp này anh chị đang muốn theo khuyến nghị rồi, thì mình sẽ chờ gia tăng khi nào cổ phiếu vượt 26 nha anh chị. BCC cũng vậy, BCC cũng có nhịp tăng rất là tốt, thì nhịp này tiếp tục kỳ vọng cổ phiếu vượt 26.5 để tiến về vùng giá 28.x. Thì anh chị nào nắm giữ thì nhịp này không có gia tăng đối với cổ phiếu BCC nữa, mà chủ yếu nắm giữ cái vị thế có sẵn và kỳ vọng cổ phiếu sẽ tiến về những cái vùng đỉnh trước đó. Còn về điểm mua mới thì mình sẽ chú ý một số cổ phiếu sang tuần, ví dụ thứ nhất là CI. Tạm thời chú ý thôi nha anh chị, chú ý đối với cổ phiếu CI ở vùng giá quanh 27 này, quanh 27.x. Thì nếu như cổ phiếu sang tuần mà test về đây và có lực cầu tham gia và rút chân, thì mình có thể tham gia mua mới đối với cổ phiếu CI ở vị thế thăm dò 30% ở vùng giá quanh 26.5-27 đối với cổ phiếu CI. Thứ hai là HHV cũng có thể chú ý nha. Thì nếu như cổ phiếu test lại vùng đỉnh cũ quanh vùng giá, đây nếu như cổ phiếu test lại đỉnh cũ là quanh vùng giá 22.5-23 nè, ở vùng giá này thì mình có thể tham gia một phần đối với cổ phiếu HHV. Mình sẽ chờ, nếu như cổ phiếu có nhịp chỉnh thì mình tham gia. Tham gia giai đoạn này thì tham gia vị thế mua mới thì em cũng khuyến nghị ở vị thế 30% thôi nha anh chị, vị thế thăm dò thôi. Một số vật liệu xây dựng khác đang trong nhịp phục hồi tốt thì mình sẽ tiếp tục theo dõi, như là KSB. Trước đó lại cho anh chị mình trung bình giá ở quanh vùng giá 36-37, nếu như mua ở vùng giá cao quanh 40 thì nhịp này mua trung bình giá ở vùng này thì mình đã có quay về giá vốn rồi. Thì nhịp này tiếp tục theo dõi đối với cổ phiếu KSB. Sau khi vượt 40 thì cổ phiếu kỳ vọng sẽ tiến về vùng đỉnh cũ 43-44, thì anh chị đã nắm hàng rồi thì mình sẽ tiếp tục theo dõi ở vùng giá này. Còn về điểm mua mới, thời điểm hiện tại thì không có điểm mua mới nha. Đá như là CT cũng tiếp tục theo dõi nè. Nếu như chị là muốn mua mới thì mình sẽ theo dõi ở quanh MA10, quanh vùng giá 21-21.5. Thì nếu như sang tuần cổ phiếu dự giá tốt ở vùng này thì mình có thể thăm dò 30% vị thế. Thì dòng đầu tư công cuối năm cũng như là đầu năm sau vẫn là một trong những cái dòng tiếp tục được đẩy mạnh, và nó là câu chuyện dài, cho nên trong những cái nhịp chiết khấu thì mình sẽ xem xét mua. Thì hai cái vùng hỗ trợ đối với cổ phiếu CT cần quan tâm ở thời điểm hiện tại, thứ nhất là vùng giá quanh 21.x. thì nếu như sang tuần cổ phiếu dự 21.x thì mình tham gia mua. Đây hai cái vùng hỗ trợ cần quan tâm ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất là 21.x. Thứ hai là vùng hỗ trợ MA50 cũng như là vùng hỗ trợ MA20 cũng như là vùng đỉnh cũ quanh trước đó là quanh 19.5-20. Ở đây cái vùng giá, hai cái vùng giá mình cần quan tâm. Nếu như cổ phiếu mất mốc 21 thì mình sẽ chờ vùng giá thấp hơn. Còn trường hợp cổ phiếu vẫn giữ giá thì mình có thể tham gia được. Đá thì có C32 nữa, C32 thì theo dõi thôi, C32 thì tạm thời theo dõi, bởi vì cái chạm của C32 thì nó cũng chưa đẹp quá chị, thanh khoản nó cũng thấp nữa, thì mình sẽ chờ khi nào cổ phiếu cân bằng giá ổn trên MA50 thì mình tham gia sau. Xây dựng lúc nãy còn quên bổ sung một cổ phiếu là Licozy thì nhịp này vượt 20 sẽ kỳ vọng tiến về quanh 22, thì nhịp này anh chị nào đã giữ cổ phiếu theo khuyến nghị thì tiếp tục nắm giữ và giờ cut loss về 19 để tiếp tục kỳ vọng cổ phiếu tiến về vùng giá 22. Thì hầu như các cổ phiếu như là KSB, Licozy, FCN em đã khuyến nghị ở những cái vùng giá mua tốt, thì nhịp này không còn vùng giá mua nữa, và chủ yếu là đưa ra các mốc kháng cự để anh chị nào nắm giữ và mua theo khuyến nghị có thể theo dõi. Thì đó là về dòng đầu tư công để anh chị mình theo dõi. Tiếp theo về dòng bất động sản thì các cổ phiếu trước đó là khuyến nghị cho anh chị em mình thì tiếp tục theo dõi nha, như là SSC vẫn trong vùng giá mua là quanh 53.5-54, thì anh chị nào muốn nắm giữ lâu dài dòng bất động sản khu công nghiệp thì vẫn có thể chú ý được với cổ phiếu SSC nè. KBC cũng vậy, KBC là một trong hai cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp thời điểm hiện tại quan tâm. Thì đối với KBC, vùng hỗ trợ mạnh sẽ là quanh vùng giá 47.5-48, thì anh chị nào mình muốn mua thì mình sẽ theo dõi vùng này để tham gia mua mới. Thì đây là những cổ phiếu mình khuyến nghị cho mục tiêu nắm giữ dài nha anh chị. Còn về dòng bất động sản thì các cổ phiếu bất động sản dân cư, thì như em đã nói rồi, các cái gói kích thích kinh tế thì hưởng lợi trực tiếp sẽ là đầu tư công, hưởng lợi gián tiếp sẽ là các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp nè, bất động sản dân cư đó. Thì đó là những cái nhóm ngành mình cần quan tâm. Về dòng bất động sản thì các cổ phiếu dạng này đang phục hồi tốt, thứ nhất là KDH.
KDH nhịp này sẽ theo dõi nha, nhịp này sẽ theo dõi sau cái nhịp phục hồi vừa rồi thì cổ phiếu đang có tín hiệu là đi ngang qua vùng giá 46-47. Thì với áp lực thì khả năng sang tuần cổ phiếu sẽ tiếp tục có nhịp test về quanh 45.5-46. Thì mình sẽ theo dõi nhịp test về quanh EMA 50, thì nếu như vùng này giữ giá được thì mình có thể tham gia mua mới cũng như là gia tăng được. Nam Từ Liêm cũng tiếp tục theo dõi ở vùng giá quanh 38-39 nè. Nhịp này phục hồi khá là ổn và đang có tín hiệu tích lũy ngang, tích lũy cái vùng nền trước đó. Thì nhịp này nếu như sang tuần tiếp tục tích lũy thì mình có thể tham gia mua mới được đối với cổ phiếu Nam Từ Liêm. Thì những cái cổ phiếu bất động sản cũng như là bất động sản khu công nghiệp thì nhịp này vẫn khuyến nghị cho mục tiêu nắm giữ hơn là lướt sóng nha anh chị. Nam Long cũng vậy, Nam Long thì sẽ theo dõi nếu như cổ phiếu có nhịp test về cái nền trước đó qua 52-53 thì mình tham gia. Bởi vì cổ phiếu cũng vừa chia cổ tức cho nên cái cung cầu trên thị trường nó cũng chưa quá cân bằng. Thì mình sẽ theo dõi những cái nhịp nếu như cổ phiếu test về đây thì xem xét. Hà Đô thì vượt đỉnh rồi thì nhịp này mình giờ chặn lãi về 68 để theo dõi tiếp thôi nha anh chị. Mình sẽ giờ chặn lãi về cái vùng, xin lỗi là giờ chặn lãi về 70 đối với cổ phiếu Hà Đô để theo dõi tiếp thôi. Còn thời điểm hiện tại thì không có điểm mua mới đối với cổ phiếu Hà Đô ở thời điểm hiện tại. SCR cũng xem xét được thì đang có tín hiệu là tích lũy trở lại quanh EMA 10, là quanh vùng giá 17.5-18. Thì nếu những cái phiên sắp tới tiếp tục tích lũy ở vùng này thì mình có thể tham gia mua. Thì đây là những cái cổ phiếu mà mình đánh giá là có dự án nha anh chị, có dự án cũng như là mình sẽ đầu tư theo sóng. Thì những doanh nghiệp nào có dự án thì mình sẽ ưu tiên hơn là các doanh nghiệp mà đầu cơ theo sóng thì nó sẽ tương đối rủi ro. Thì đó là về dòng bất động sản này, dòng bất động sản khu công nghiệp. Một số cổ phiếu thủy sản trước đó đã khuyến nghị cho anh chị em mình thì nhịp này theo dõi. MC thì được theo dõi mức hỗ trợ trong ngắn hạn của cổ phiếu sẽ là quanh vùng giá 52 sẽ là mức hỗ trợ trong ngắn hạn cho anh chị nào nắm giữ. Còn mua mới thời điểm hiện tại thì mình sẽ thăm dò nha, sang tuần nếu như test về quanh 52 và bật được thì mình sẽ mua mới. VHC cũng vậy, VHC thì phiên thứ 6 rồi chỉnh khá là xấu thì mình sẽ theo dõi nếu như cổ phiếu chỉnh lại về quanh 59-60 thì mình mua. Thì cổ phiếu VHC thì đưa vào danh mục theo dõi thôi, chưa vội mua. Thì đó là về dòng thủy sản, lúc nãy dòng bất động sản quên bổ sung cho chị mình cổ phiếu trụ là cổ phiếu Vinhome. Thì nếu như anh chị nào muốn đầu tư nắm giữ dài á, ưu tiên anh chị nào đầu tư nắm giữ dài thì có thể chú ý Vinhome ở vùng giá quanh 82-83 nha anh chị. Còn về dòng dầu thì giai đoạn này chưa khuyến nghị mua vội nha, dòng dầu thì giai đoạn này chưa khuyến nghị mua vội. Dòng năng lượng thì vẫn chú ý các cổ phiếu giúp em, thứ nhất là RE thì vẫn chú ý được ở vùng giá quanh 67-68. Nếu như cân bằng vùng này thì anh chị nào có hàng có thể gia tăng cũng như là mua mới nè. BC1 cũng đang cho tín hiệu là cân bằng giá trở lại. Thì phiên thứ 6 vừa rồi tăng khá là tốt nè, phiên 6K tăng khá là tốt thì mình sẽ theo dõi. Nếu như trường hợp cổ phiếu xây nền là quanh 36-37 hoặc là trường hợp cổ phiếu test về lại quanh 33-34 thì mình vẫn có thể mua. Thì nhóm năng lượng vẫn là một trong những cái nhóm mà hưởng lợi nè. Thì nói về hưởng lợi về các gói kích thích kinh tế thì năng lượng vẫn là cái nhóm hưởng lợi nha anh chị. Thì các doanh nghiệp mà phát triển xây dựng đầu tư công thì năng lượng sẽ tiếp tục được hưởng lợi, nó sẽ mang yếu tố hưởng lợi là gián tiếp. Mặc dù là mình không chú ý nhưng mà nhóm này vẫn là một trong những cái nhóm hưởng lợi nè. Về đạm thì vẫn chú ý các cổ phiếu đầu ngành thôi, thứ nhất là đạm Cà Mau. Đạm Cà Mau thì chú ý nè, nếu như cổ phiếu test lại qua 36-37 thì mình có thể tham gia để đón báo cáo tài chính nè. Đạm Phú Mỹ theo dõi ở vùng hỗ trợ quanh 48-49. Thì đó là tất cả các cổ phiếu em muốn chia sẻ cho anh chị em mình để anh chị em mình có thể nắm bắt về thị trường. Thì đặc biệt trong video hôm nay thì chủ yếu để phân tích về thị trường để anh chị em mình không hoang mang. Thì các cổ phiếu mua mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong tuần tới để anh chị em mình có thể theo dõi. Thì mình cũng sẽ theo dõi cái phản ứng trong cái phiên thứ hai, để mình tiếp tục đưa ra những cái quyết định cơ cấu về danh mục, xem xét cái tâm lý nhà đầu tư Việt Nam của chúng ta có quá hoang mang hay không để đưa ra được cái quyết định tốt nhất. Thì đó là tất cả các em muốn chia sẻ cho anh chị em mình trong video ngày hôm nay. Thì em mong qua những cái phân tích của em, anh chị em mình có thể đưa ra được các quyết định đầu tư sáng suốt. Thì nếu như anh chị em mình thấy video hay, video được bổ ích thì có thể để lại cho em một like cũng như là bấm vào nút đăng ký để ủng hộ em nha. Thì em xin chúc anh chị em mình có một tuần giao dịch mới thành công và thắng lợi. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị.